Ủa? Dạ. Nó không đi dã ngoại với trường hả? Dạ không. Sao vậy? Thì tại nhà còn nhiều sách quá mà em chưa có thời gian đọc nữa. Thôi em ở nhà em đọc cho hết. Sợ không có tiền đúng không? Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi. Có nghe câu trẻ không chơi già đổ đốm không? Đi chơi với trường đi. Đi. Dạ. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ngày mai đăng ký liền. Nếu mà em đi, em đi tới 3 ngày rồi. Ừ. Đi đi, sao đâu. Nếu vậy em sẽ đi chợ nấu ăn sẵn, xong rồi cất đồ ăn về tủ lạnh cho chị Hai ăn nha. Trời ơi, em trai tôi chu đáo chưa kìa. Ai mà lấy được á, chắc là may mắn lắm rồi nha. Trời, em chưa biết là ai may mắn, nhưng mà chị á, đang có số hưởng mà không biết hưởng. Sao? Lo mà ăn đúng bữa đi. Rồi. Nấu đi tôi ăn. Ủa, chị Hai, có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Đọc sách tiếp đi. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào ạ. Đậu bắp nè. Dạ. Chú Dư không kịp nấu đồ ăn cho con. Chú mua gà rán cho con ăn nha. Dạ. Chú ngồi trong quán chơi được không? Trong thời gian chờ gà rán thôi nha. Dạ. Cá heo, cá heo. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Ủa? Đi đâu con ăn? Ủa đậu bắp? Ủa con đi đâu vậy? Cô Hân nào? Cô Hân là người dẫn con đến nhà chú Dương á. Chú nhớ rồi. Cá heo hả? Đây là heo giả cá thì có. Ê! Cô làm gì á? Tôi chỉ cho bóng người dễ thương thôi. Đúng là cá mập rồi lớp cá heo. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.